câu chuyện truyền thanh câu chuyện truyền thanh quý vị và các bạn thân mến tuổi già được ví như nắng chiều sắp hoàng hôn nắng chiều tuy không mạnh mẽ nhưng lại ấm áp đầy ắp sự chịu đựng chính vì thế chúng ta phải biết trân trọng ánh nắng đó bởi trong cuộc sống của từng gia đình đã có những hoàn cảnh các bậc sinh thành đang sống âm thầm chịu đựng trong căn nhà của con cháu mình, đang cần có sự thông cảm yêu thương của con cháu để ánh nắng ấy nồng ấm hơn. Mọi sự khước từ nguyện vọng ấy của các thành viên trong gia đình là điều không nên. Đây cũng là nội dung mà câu chuyện truyền thanh mẹ của tác giả Trang Thi đề cập đến. Chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn qua phần tham gia thể hiện của các diễn viên Hồ Trải trong gia Nam, Kim Liên trong gia Bà Hai, mẹ của Nam, Kim Cương trong gia Mai, vợ của Nam, Tường Duy trong gia Thanh, Duy Hằng trong gia Bà Năm, mẹ của Thanh, Minh Hiển đọc lời dẫn, biên tập và dàn dựng chương trình Quỳnh Thanh Tuấn. Tại căn nhà của vợ chồng Mai Nam vào buổi sáng, Mai đang chuẩn bị cơm cho mẹ chồng, nhưng với thái độ bực dọc. Má, má ơi, chú ăn cơm nè má. Thiệt tình chứ, sáng giờ bận biểu đủ thứ, vừa phải chuẩn bị đi làm, rồi còn phải hầu hạ cơm. Con bận lắm chứ đâu có thời gian rảnh rỗi ngồi chơi như má đâu. Má làm ơn nhanh lên giùm con cái. Con còn phải đi làm kiếm tiền nuôi má nữa. Ờ, à, 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 má xuống liền đây. Má ăn nhanh lắm. Hai vợ chồng con đi làm đi. Để má ở nhà ăn xong má dọn cũng được mà. Thôi đi. Để má dọn. Má đập đẻ chén dĩa của con hết quá à già dạ rồi mà không biết sống gì mà sống dai dữ vậy trời gần bảy chục tuổi mà vẫn còn khỏe re à ôi sẽ còn cự dài dài cho coi cơm đó má ăn lẹ giùm con cái đi má ơi ờ ờ ờ để má ăn đưa đây con đút cho ăn cái gì mà chậm ri à nè ăn nhiều vô nhai cho nhanh nhanh chút đi con còn phải đi làm nữa đó má há miệng ra ăn cho nhanh nè má ơi Má, má má xin lỗi, má không cố ý. Trời đất ơi. Cơm dính đầy người rồi nè. Má biết bộ này giá bao nhiêu tiền không? Má làm dơ như vậy á thì sao con đi làm được? Anh ơi, anh, anh xuống coi má anh nè anh. Cái gì mà mới sáng sớm đã ôm sầm lên hết vậy em? Gì nữa vậy má? Má lại gây chuyện gì nữa rồi? Anh coi má anh đó. Ăn cơm phun hết vào người tôi rồi đây nè. Đã nói anh bao nhiêu lần rồi đưa má đi đi mà anh không có chịu một hai giữ má ở lại nuôi nên gây ra biết bao nhiêu phiền toái cho cả nhà này vừa lòng anh chưa thôi mà em má lớn tuổi rồi ăn cơm nên chậm chạp một chút lỡ dăn cơm dính á thì thay áo mới đi để anh đút má ăn cho em lên thay áo đi rồi đi làm kiểu trễ em bực mình lắm rồi đó anh liệu tính sao cho nhanh đi nghe em lên thay đồ rồi đi làm đây cũng tại má mà ngày nào cũng đi làm trễ Ăn sáng cũng không có kịp nữa Nhìn đói hoài Thôi mà em lên thay đồ đi Để đây anh lo cho Má nè Má già rồi á Ăn uống cẩn thận một chút Con đi làm từ sáng đến tối Đã mệt lắm rồi Má đừng gây chuyện thêm nữa Để cho con được yên nha má Má không có cố ý Tại vợ con lúc nhiều quá nên má bị sặc Con biết Nhưng má ăn cơm lần nào á Cũng cả tiếng đồng hồ Thôi má ăn nhanh nhanh giùm con đi để con còn đi làm nữa trễ giờ rồi thôi má ăn no rồi để má lên phòng nghỉ vợ chồng con đi làm đi đó đó nói một chút là giận hờn không ăn má đói lại kêu reo là vợ chồng con bất hiếu nữa anh anh thay đồ đi trễ rồi bữa nay công ty có cuộc họp quan trọng đi trễ là không có được đâu đó cũng tại má anh nên mới như vậy nè kêu anh đưa má về quê đi mà anh không chịu một hai rước má lên đây tiểu thư như em á mà phải hầu hạ cơm nước vậy đó dù sao cũng là má chồng của em mà em đối xử tốt với má một chút có chết đâu em cứ la má hoài à làm má buồn không dám ăn cơm đó không có la thì má đâu có chịu ăn nhanh lần nào cũng ăn cả tiếng đồng hồ mới chịu xong hỏi coi có tức không em nói rồi đó anh không đưa má về quê thì mình ly dị đi em không thích sống chung với người lạ nhìn má dơ dơ mà chịu không có nổi luôn á Má anh cũng là má chồng em Em chịu khó hơn chút đi Nếu đưa má về quê á thì ai lo Má chỉ có mình anh là con thôi mà Thì cứ đưa má về quê đi Rồi thuê người nào đó chăm sóc Hàng tháng mình gửi tiền về trả cho họ Giả lại em thấy má còn khỏe Có thể tự lo cho mình được mà Em thích cuộc sống vợ chồng mình trước đây á Anh không đưa má đi á thì em đi á Em sao phải đến nước làm lớn chuyện như vậy Không có nói nhiều nếu anh muốn tiếp quản công ty nhà em á thì anh phải đưa má về quê còn không á thì anh sẽ không có gì hết anh chọn đi một á là em còn hai á là má anh thôi được rồi để từ từ anh tính nha em nhưng anh thấy làm vậy thì tội tội như sao đó anh biết nói vậy sao anh không tội nghiệp vợ anh đi ở công ty đã biết bao nhiêu chuyện rồi tối về còn phải hầu hạ cơm nước bộ em không biết mệt hả em đi làm trước đây anh cố mà suy nghĩ đi Tại một công viên vào buổi sáng Nam đi thơ thẩn Thì thấy Thanh là bạn học ngày xưa Đang để xe đưa mẹ đi dạo Ủa Ai như là Thanh Thanh đúng không Thanh đầu to đây mà Nam Nam lớp phó đúng chưa Chèn ơi 10 năm rồi còn gì Ông sao rồi Khỏe không Vợ con gì chưa Có vợ rồi Nhưng chưa có con Đang làm công ty xây dựng Còn ông Bây giờ thế nào rồi Coi tướng bảnh toản dữ Chắc cũng làm ông này bà nọ rồi hen Cũng làm nhân viên bình thường thôi Tôi thì có vợ có con rồi Nay chủ nhật nên để xe đưa má tôi Ra công viên dạo chơi cho khoai khỏa Má đây là bạn hồi cấp 3 của con đó má Tên là Nam Còn đây là má tôi thứ năm Dạ con chào bác Nam Bác vẫn khỏe hả bác Trong sắc mặt bác tư tán hồng hào á Chắc được con cá chăm sóc kỹ lắm đây Bác thật may mắn Có được đứa con chí hiếu nó luôn chăm sóc bác thật là chu đáo dù chân bác không có đi được đã mười năm nay một tay nó vừa đi làm vừa lo cho bác con dâu cũng hiếu thuận ngoan ngoãn luôn coi bác như mẹ ruột mình tội nghiệp hai đứa nó tất bật cả ngày tối về còn phải lo cho bà già tàn tật này nữa thấy con cực khổ bác tội nghiệp nó quá má má đừng có nói vậy con chỉ có mỗi mình má à má mà bỏ con đi á thì tụi con biết sống với ai má chăm sóc cho tụi con từ nhỏ chịu cực khổ nuôi con khôn lớn ăn học thành tài bây giờ là thời điểm để con báo hiếu chăm sóc má để má được an hưởng tuổi già cùng với con cháu tụi con sẽ tạo cho má sự thoải mái để má sống vui và lâu hơn dạ rồi sống lâu đâu có ích gì cho con cháu chỉ làm tội con cháu thêm thôi giờ con phải tập trung lo cho vợ con của con để sau này có người chăm sóc con như con chăm sóc má vậy, chỉ cần thấy con cháu vui thì má có nhắm mắt cũng yên lòng. Thôi, má đừng nhắc tới chuyện đó nữa. À, má biết hôm nay là ngày gì không? Ngày 20 tháng 10, Ngày phụ nữ Việt Nam đó má, ngày tôn vinh sự hy sinh của người phụ nữ Việt. Má con mình về sớm để cùng nhau ăn mừng ngày vui này nha má. À, má cũng quên mất. Thôi, con ở đây trò chuyện với bạn đi. Một chút rồi mình về cũng được, còn sớm mà. Xin lỗi ông nha chắc không nói chuyện được với ông nhiều rồi hẹn bữa nào á cà phê mình nói chuyện nhiều hơn nha vợ tôi mới điện thoại bảo đưa má về vì cả nhà đang đợi đó ờ ông về lo cho bác đi con chào bác hẹn hôm nào con sẽ ghé nhà thăm bác vậy nghe cho tôi gửi lời thăm hai bác luôn nha hãy cố gắng đối xử tốt với cha mẹ khi cha mẹ còn trên đời vì cha mẹ chỉ có một mà thôi sau khi gặp thanh nam dường như sực tỉnh trước tình yêu thương của thanh dành cho mẹ của mình nên nam vội chạy về nhà má ơi má ơi làm gì á như bị ma đuổi vậy má anh ở trên lầu đó anh lên gọi xuống ăn cơm đi đem em còn dọn nữa mệt hả à. cô im đi tôi cấm cô xúc phạm má tôi đó nghe rõ chưa cái gì bữa nay á anh ăn gan hùm rồi nên mới dám lớn tiếng cãi lời tôi phải không anh coi má anh quan trọng hơn tôi đúng không đúng Đối với tôi, không người phụ nữ nào quan trọng hơn má tôi hết á. Cô nghe rõ chưa? Bây giờ cô nghe rõ đây nè. Sau này, cấm cô xúc phạm đến má tôi, nghe chưa? Thôi con, vợ chồng cái giả làm gì? Một câu nhịn chính câu lành mà con. Má vui quá rồi hen Cũng vì má mà vợ chồng tôi cãi nhau đó. Hôm nay á, anh dám vì má anh mà lớn tiếng với tôi. Coi như anh ngon rồi. Anh đừng mong được ngồi lên chiếc ghế giám đốc đó nữa. Tôi cũng không muốn nhìn mặt anh nữa Rõ chưa <laughs> Cô cứ tự nhiên Tôi chẳng cần chiếc ghế nào Nếu bất hiếu với má của tôi Tôi sẵn sàng từ bỏ tất cả Để được sống bên cạnh má tôi Má Con xin lỗi má Con đã sai quá rồi Con đã để cho vợ con lớn tiếng quát mắng má Con cũng đã từng buông lời khó nghe với má Vậy mà má vẫn yêu thương con 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 bất hiếu quá má ơi Vì má anh á Mà anh dám từ bỏ tất cả sự nghiệp Kể cả vợ là anh có hiếu quá rồi Đúng Giả dụ như tôi đối xử với má em Như em đối xử với má tôi Thì em có giận có ghét tôi không Em chỉ biết nghĩ cho bản thân mình Và luôn coi khinh má con tôi Tôi không cần Tôi và má sẽ ra đi khỏi cái nhà này Trả lại mọi thứ cho cô Cô yên tâm rồi chứ Tôi không thể sống hạnh phúc khi má tôi bị ngược đãi Vậy nha Má mình đi về quê nha má Má con mình sẽ sống như những ngày trước đây Dù nghèo nhưng có con có má bên nhau là đủ rồi con đừng khờ quá con đừng vì chút nông nổi mà bỏ sự nghiệp của mình vợ chồng có gì từ từ nói nhau nghe má sẽ không thể vui khi con mình không có hạnh phúc má xin lỗi vì má già lú lẫn nên làm phiền đến vợ chồng con má về quê tự sống được mà má tự chăm sóc cho mình lâu lâu tụi con về thăm má là má vui rồi má ở đâu rồi? còn ở đó mình đi má còn cô cô sống với sự ích kỷ của mình đi anh anh em xin lỗi anh tha lỗi cho em nghe má ơi má nói với chồng con một tiếng đi má con xin lỗi má con không có dám hỗn láo với má nữa đâu trước giờ con được nuông chiều quen rồi nên không biết chăm sóc người khác con lớn tiếng hằng học sĩ giả má bấy lâu nay má ơi mong má tha thứ cho sự ngu dại của con nghe má nằm mà Vợ con đã biết lỗi rồi, bỏ qua đi con. Vợ chồng đâu phải nói bỏ là bỏ được con. Làm người ai không có lỗi lầm. Nếu em biết lỗi, anh sẵn sàng tha thứ cho em. Nhưng em nên nhớ nè, mẹ là người sinh và nuôi nấng mình thành người. Cho dù là mẹ ruột hay mẹ chồng, mẹ vợ đều là mẹ của chúng ta thôi em à. Hãy trân trọng khi chúng ta còn có mẹ. Đừng để khi mất mẹ rồi mới hối hận thì tất cả vô nghĩa rồi đó em. Dạ. Em biết rồi. Anh ơi, hôm nay là ngày 20 tháng 10, cả nhà mình cùng ra nhà hàng ăn mừng ngày của mẹ nghe anh. Má ơi, má cho con xin lỗi, má nghe má. Con khờ quá à. Thương con thì phải thương dâu chứ. Khi nào á con có dâu á thì con sẽ hiểu điều này như má. Hạnh phúc của người mẹ là thấy con cái mình luôn đầm ấm yên vui. Quý chị và các bạn thân mến, quý chị và các bạn vừa nghe câu chuyện truyền thanh mẹ của tác giả trang thi chương trình câu chuyện truyền thanh của đài phát thanh vĩnh long đến đây tạm dừng quỳnh thanh tuấn và những người thực hiện xin nói lời chia tay hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai cũng vào giờ này thân ái chào tạm biệt